Em tôi đi Tiến xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay sẽ là giải cầu thang, mặt cầu thang thì đây này nó làm xong rồi. Giờ em làm mặt bên đây nhé. Toàn bộ đây chúng ta kéo theo cầu vân từ trên dưới à. Xin mời quý chị cùng xem và nhớ ủng hộ kênh của Tony Tiến nhé. Chúng ta cần một chổi giả gỗ, chổi đây là vân giả gỗ tạo giả gỗ nhé, và một lon dầu gỗ nhé. Đây này, bắt đầu em sẽ tạo vân cho chi tiết cho quý chị xem nhé. Mình sẽ ngồi làm từ đây thì cận cảnh lên cho quý chị xem nhé. Đây, một vân gỗ của chúng ta thì vừa rồi chúng ta kéo thì chúng ta phải kéo cho đúng cái thế gỗ của nó nhé. Chúng ta kéo từ trên xuống dưới này. Đó, chúng ta sẽ kéo từ vậy nhé. Cứ kệ quý chị theo với thớ gỗ thôi. Chúng ta kéo làm sao cho tự nhiên nhất nhé. Tự nhiên nhất mà thân tay nhất các bạn nhé. Chúng ta thỉnh thoảng cho một em sẽ cho cái tay lên tầm này, em cho một cái vân kiểu khác đi nhé, mặt xoáy kiểu khác đi, chúng ta không xoáy kiểu đó nhé. Đó, em đã xoáy như vậy thì quý anh chị đã thấy cảm giác nó khác đi đúng không? Rồi nhỏ thôi quý anh chị nhé, mặt xoáy của chúng ta như vậy là nhỏ đi một chút rồi. Chúng ta kéo từ trên xuống dưới này, kệ nó quý anh chị nhé. Những cái đường gì thì chúng ta cũng làm theo nó từ từ đó, không gì phải sợ phải vội ạ, cứ từ từ làm. Trời tối rồi thì chúng ta làm ngày mai không gì hết, làm thật cho đẹp vậy thôi. Em nói cho tôi chứ nhanh thôi quý vị, không chậm đâu nhé. Thì mấy cái đường này ít này nhỏ này thì làm nhanh thôi. Em có tạo được một cách nhanh nhất cho quý chị chậm rãi nhất để cho quý chị hiểu. Đó, cái đoạn trên này cũng được, chúng ta phải kéo ngang đọc ở đó nhé. Rồi chúng ta kéo xong rồi chúng ta kéo tiếp cái tấm bên trong này cho xong đi ạ. Rồi đi dần lên trên các bạn nhé. Em sẽ làm một chùm sơ di cầu thang này, quý anh chị hãy theo dõi trên kênh nhé. Quý anh chị xem hai kênh ạ, Tony Tiến Sơn Đòn và Tiến Sơn Giả Gỗ Giả Đá nhé. Giả gỗ thì em chuyên về giả gỗ, còn Tony Tiến Sơn Đòn em sẽ tổng hợp các video cuộc sống hàng ngày tại khu vực Đồng Hới em đang sinh sống ạ. Em chia sẻ về du lịch cũng có, về ăn uống có quý chị nhé. Kênh Vinox quý chị ạ. Còn em sơn giả gỗ giả đá thì cũng Vinox, nhưng em làm chuyên về giả gỗ giả đá thôi. Cái thương hiệu đấy em chuyên về làm sơn ạ. Em nói chuyên về làm sơn thôi nhé. Tức là chuyên nhà, sơn giả gỗ giả đá. Thì chúng ta cầm thể rẻ theo luôn nhé. Bị cái gì thì chúng ta xử lý ngay, không nên chậm trễ, để nó khô khó cạo. Cái dòng này nhanh khô lắm các bạn nhé. Chúng ta làm như để xong thì chúng ta lau chùi luôn, không phải cần phải cạo đâu các bạn nhé. Rồi đã như vậy đã xong rồi, em sẽ làm đường tiếp theo đây nhé. Sẽ kéo từ đây cứ lên trên xuống nhé, cho nó đường thì ra đường này đến sau. Cái thớ gỗ của chúng ta làm sao cho tự nhiên thoải mái nhất. Tức là quý anh chị có thể làm mức độ quý anh chị làm có thể đẹp nhất. Cái này ngắn thì chúng ta mới làm này, các anh chị mà mới làm mà làm đường này là dễ làm hơn cái đường dài hơn nhé. Ngắn một chút này quý anh chị kéo được mà. Kéo tự nhiên trên xuống dưới cho các bạn nhé. Đừng có hoa hè mắt mè nhiều quá nó không đẹp. Vì mặt làm nhỏ mà. Mình làm theo vân gỗ đúng như ngày xưa làm kéo ngang này cũng có này. Ngang này chúng ta phải kéo đường kia phải theo vân như vậy. Theo vân kiểu gì thì chúng ta kéo cái vân kiểu đó. Quý chị không biết ở dưới này quý chị cái trần này em vẽ cái trần nữa. Cái video trước này quý chị hãy theo dõi nhé. Với video trước thì nó sẽ cụ thể hơn này. Với những tư thế nó dễ chắc chắn hơn.
ta nằm mắt ít thôi các bạn nhé. Mà trong này không quan trọng chúng ta nằm mắt ít nên thoáng được để nó tự nhiên. Nhưng mắt nhiều quá thì nó cũng bị lỗi mà xấu rồi. Anh quý chị thấy em làm nên cũng làm đơn giản thế thôi. Thế nên tí em cho một cái xoáy là xong, đơn giản thôi. Xoáy dân dã cho bình thường thôi. Mà họ nhìn cảm giác cái tầm mắt họ đập vào họ cũng nhìn, nếu mà tôi không phải dừng họ nhìn họ không biết được các bạn nhé. Đây em vẽ trên tay trái cho quý chị xem này. Nó cũng quấn theo mình một bộ phải vẽ thôi các bạn nhé. Một cây này nha, tầm bán nó hơi bị mục các bạn. Đó em đang vẽ tầm mắt chân tự nhiên nhất đấy. Xong em sẽ quay chỉnh sửa lại luôn nha, cho được luôn là sang mặt bên kia các bạn nhé. Mặt bên kia nó là xong rồi. Mặt bên kia như này thôi thì nhanh, nó khoảng tầm 10 phút, 15 phút là xong. Cái việc giải phóng 15 phút rồi. Nó không nhiều đâu. Vì cái tấm to mình dưới trần dưới thì mình đã làm rồi thì nó nhanh hơn đó. Đường trên này xót thì chúng ta phải buộc phải kéo ngang tí, bắt đầu kéo hết mức thì nó sẽ đỡ hơn được. Em phải kéo tầm đây tí lên trên cho mình ngồi cũng được đó, kéo như vậy. Đây là hết tầm tí mình lên trên mình ngồi các bạn nhé. Đường trên này đơn giản này. Cảm thấy nó với quá thì nó hơi mình đứng hơi bị với thì nó hơi xấu đó. Tay mình làm sao thoải mái nhất đấy. Các bạn làm sao mà thấy nó tự tin nhất thì chúng ta mới đẹp được nhé. Các bạn mà nằm mà run run sợ mà không tự tin thì nó khó. Như vậy đi, chị vậy cho em. Đoạn nào thì nó hơi nổi thì chúng ta phải chỉnh. Cảm ơn các anh chị, các bạn cứ thẳng tay cho em. Không có gì mà mất tự tin nhé. Cái gì mình mất tự tin mình sẽ không làm chủ được đâu. Về chạy cục các bạn nhé, hạn chế chạy cục. Nhìn cái là chạy cục chúng ta chỉnh luôn rồi xong đó. Lên trên nằm lên trên nhé. Xuống, đừng lên đây nữa. Xuống dưới đi. Chúng ta kéo thẳng lên các bạn nhé. Chúng ta cắt thẳng đi. Nó đỡ phải dính ra thì dính ra đỡ hơn này. Kéo được hết đường của nó nhé các bạn nhé. Mình đang kéo dọc, kéo xuôi cũng được. Kéo đúng theo lỗ của nó đi, thố ngang là ngang, dọc là dọc. Xong rồi tí em kết tổ bóng luôn, tôi muốn chị xem. Rồi phần tản bộ đã xong rồi.
Rồi cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé. Em đã tạo vân gỗ xong rồi, xin quý chị tặng em Tony Tiến một like ạ. Và anh em nào chưa bấm nút chuông hay bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.